Xung đột Đông Âu 24 giờ qua leo thang chóng mặt, không chỉ gói gọn trong lãnh thổ Ukraine, khói lửa giao tranh đang có nguy cơ bùng nổ khắp châu Âu. Nếu Ukraine động đến một điểm chí tử, đó là gì? Xuất hiện cảnh báo một quốc gia có thể trở thành Ukraine thứ hai bị Nga nhấn chìm vào biển lửa. Trong khi đó, Ukraine tiếp tục đớn đau trong những đòn đánh ác liệt, tên lửa bay ngập trời, người dân gom vội tư trang tháo chạy giữa lúc đại chiến mùa xuân ập đến. Nửa triệu binh lính cùng hàng ngàn xe tăng Nga được cho là sắp ập vào tung đòn quyết định. Tổng thống Putin đã tuyên bố dõng dạc Nga không khơi mào cuộc chiến nhưng sẽ là bên kết thúc nó. Những diễn biến căng thẳng đến nghẹt thở sẽ được cập nhật ngay sau đây. Ngọc Mai xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình Toàn cảnh xung đột Đông Âu. Bản tin cập nhật những diễn biến đáng chú ý liên quan đến cuộc đối đầu giữa Nga và Ukraine trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, khói lửa giao tranh dường như không chỉ gói gọn trong lãnh thổ Kyiv, giờ đây nó còn đang chực chờ nuốt chửng cả châu Âu. Nga mới đây đã đưa ra cảnh báo xanh rờn rằng nước này không ngại đẩy mặt trận sang toàn bộ lục địa già nếu Ukraine động đến một lằn ranh đỏ, đó là gì? Hãng thông tấn TASS dẫn lời Chủ tịch Hạ viện Nga, ông Vyacheslav Volodin nói rằng việc quân đội Ukraine sử dụng vũ khí hạng nặng do phương Tây cung cấp đang khiến Nga đẩy mạnh mặt trận sang châu Âu. Ông Volodin nói nếu không phát động chiến dịch quân sự vào năm ngoái, thì có lẽ bây giờ chúng tôi đã phải nghe thấy tiếng súng nổ ngay sát cửa sổ nhà mình. Việc sử dụng vũ khí hạng nặng ở Ukraine sẽ buộc Nga phải hành quân đến gần châu Âu hơn để phòng vệ trước Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo châu Âu. Và họ nên hiểu rằng người dân của chúng tôi, những công dân Nga vẫn đang đoàn kết ở đây. Ông khẳng định vì thế những người sợ hãi đã tìm đến lối thoát hiểm, nhưng những người nhận thức được trách nhiệm của mình sẽ ở lại đây. Ông nói thêm, tất cả các đảng phái chính trị của Nga, từ cánh tả đến cánh hữu đều nhất trí về điều này. Không chỉ ông Volodin, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng nói rằng Moscow đang theo sát nhất cử nhất động của phương Tây, giữa lúc các nước này dường như không tự kiềm chế khi chuyển giao vũ khí cho Kyiv. Nằm ngay cạnh vùng chiến sự, Moldova trở thành nơi vô cùng nhạy cảm. Đã có nhiều cảnh báo quốc gia này sẽ trở thành lo lửa tiếp theo của châu Âu. Đơn cử trong bài phát biểu mới đây, trước các nhà lãnh đạo EU tại Brussels, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định tình báo đã thu thập được thông tin Nga lên kế hoạch tiêu diệt Moldova. Liệu quốc gia này có khả năng biến thành Ukraine thứ hai hay không? Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Ông Zelensky nói rằng tài liệu tình báo cho thấy rõ các thông tin về ai, khi nào và như thế nào, một kế hoạch phá vỡ nền dân chủ của Moldova và thiết lập quyền kiểm soát đối với Moldova được thực hiện. Tổng thống Ukraine cho biết kế hoạch này rất giống với chiến dịch mà Nga đang làm nhằm tiếp quản Ukraine. Ông nói thêm rằng ông không biết liệu cuối cùng Moscow có ra lệnh thực hiện kế hoạch này hay không. Sau bình luận của ông Zelensky, cơ quan tình báo và an ninh Moldova cũng đưa ra một tuyên bố xác nhận rằng họ đã nhận được thông tin tương ứng từ các đối tác Ukraine và cho biết họ cũng đã xác định được các hoạt động lật đổ nhằm phá hoại, gây bất ổn và vi phạm trật tự công cộng của nước Cộng hòa Moldova. Tuyên bố viết, hiện tại chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết vì có nguy cơ gây nguy hiểm cho các hoạt động đang diễn ra. Hiện tại các cơ quan nhà nước của Moldova đang làm việc hết công suất và sẽ không cho phép những thách thức này xảy ra. Về phía Nga, hồi tuần trước, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã nói rằng phương Tây đang xem xét biến Moldova thành một Ukraine khác. Theo ông, phương Tây đã hậu thuẫn cho bà Maya Sandu trong cuộc bầu cử năm 2020 vì nữ lãnh đạo này ủng hộ sáp nhập Moldova với Romania và đưa đất nước này gia nhập NATO. Vào tháng 12, cơ quan tình báo quốc gia của Moldova đã cảnh báo rằng Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công mới trong năm nay với mục đích tạo ra một hành lang trên bộ xuyên qua miền nam Ukraine đến khu vực ly khai Transnistria do Moscow hậu thuẫn. Transnistria ly khai sau cuộc nội chiến năm 1992, nhưng không được hầu hết các quốc gia công nhận. Lãnh thổ này kéo dài khoảng 400 km từ bờ phía đông của sông Dniester đến biên giới với Ukraine. Nga có khoảng 1.500 quân trên danh nghĩa là lực lượng gìn giữ hòa bình ở khu vực này.
Thưa quý vị, căng thẳng thực sự đã đẩy lên đỉnh điểm. Bất cứ tính toán sai lầm nào cũng có thể nhấn chìm một lục địa thịnh vượng vào trong biển lửa. Giữa tình huống căng như dây đàn ấy, NATO vẫn kéo quân tập trận, vừa phô trương cơ bắp vừa ra sức răn đe. Cụ thể, các lực lượng của Liên minh quân sự ở Romania đã phô diễn sức mạnh hệ thống pháo phản lực bắn loạt HIMARS vào hôm 9 tháng 2 trong khuôn khổ cuộc tập trận pháo binh chung của Pháp, Romania và Mỹ. Bên cạnh HIMARS, hệ thống pháo phản lực M270 cũ hơn cũng được triển khai. Cả hai hệ thống đều được Washington cung cấp cho Ukraine để chống lại các đợt tấn công của Nga, cũng như để phá hủy nhà kho vũ khí và trung tâm chỉ huy quân sự của Moscow. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 7 tháng 2 thông báo, nước này đã xúc tiến thương vụ bán hệ thống HIMARS và đạn pháo trị giá 10 tỷ đô la Mỹ cho Ba Lan. Thương vụ bao gồm 18 bệ phóng HIMARS, 45 tên lửa ACTAMS có phạm vi tấn công gần 300 km. Ngoài ra còn có hơn 1.560 rocket dùng cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt có dẫn đường. Mỹ đến nay từ chối cung cấp tên lửa tầm xa ACTAMS cho Ukraine và Ba Lan không được phép tái xuất vũ khí này tới Kyiv nếu không có sự chấp thuận của Washington. Thưa quý vị, trở lại với mặt trận tàn khốc ở Đông Âu, Ukraine vẫn oằn mình trong những đòn đánh chưa thấy hồi kết. Hôm 10 tháng 2 chỉ mới rạng sáng, đất nước này bị đánh thức bởi những đòn tập kích dữ dội của lực lượng Nga. Còi báo động không kích reo liên hồi, người dân được kêu gọi gấp rút xuống hầm trú ẩn. Ít nhất 17 tên lửa trút xuống thành phố đông nam Zaporizhia, cảnh báo những đòn tấn công khác dồn dập ập tới. Reuters dẫn lời giới chức Zaporizhia nhận định cuộc oanh kích rạng sáng 10 tháng 2 là lần tấn công dữ dội nhất của Nga tại thành phố này từ khi xung đột bùng nổ. Cùng lúc đó, tỉnh trưởng tỉnh miền Nam Odessa, ông Maxim Marchenko cho rằng máy bay địch đang quần thảo trên bầu trời, trong khi các tàu chiến có thể mang tên lửa Kalibr cũng đang áp sát. Đợt oanh kích này sẽ kéo dài. Xin mọi người đừng phớt lờ tiếng còi cảnh báo, hãy xuống nơi trú ẩn ngay lập tức. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng chiến lược cũng bị tấn công ồ ạt ở thành phố miền Tây Khmelnytsky, thành phố Đông Bắc và tỉnh miền Trung Dnipropetrovsk. Phát ngôn viên không quân Yuri Inat nói trên đài nhà nước Ukraine rằng lực lượng phòng không đã bắn hạ 5 trong 7 máy bay không người lái và 5 trong 6 tên lửa Kalibr đầu tiên tập kích khắp Ukraine trong sáng ngày 10 tháng 2. Không quân Ukraine cho biết thêm 35 tên lửa S-300 đã nhắm vào các tỉnh Kharkiv và Zaporizhia. Phía Kyiv không thể bắn hạ những tên lửa này. Giới chức Ukraine ban bố tình trạng dừng khẩn cấp hệ thống điện trên toàn quốc sau cuộc oanh kích rực lửa đang diễn ra. Một hiểm họa rất lớn từ đợt tập kích tên lửa đang diễn ra. Một lần nữa tôi nhấn mạnh, mọi người không được phớt lờ coi báo hiệu oanh kích, trích lời ông Shehi Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự ở Kyiv. Các đòn tấn công nói trên gây ra nhiều nỗi ám ảnh khó nguôi. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều khủng khiếp nhất. Những ngày gần đây, cảnh báo về một cuộc đại chiến liên tục được đưa ra. Hôm 9 tháng 2, lực lượng Nga đã tiến thẳng về Luhansk, tăng tốc kiểm soát các tuyến đường quan trọng ở mặt trận phía đông. Có phải nỗi khiếp sợ lớn nhất đối với Ukraine đã đến gần? Người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Luhansk, Shuki Haidai vừa khẩn cấp cập nhật tình hình và cho biết lực lượng Nga đang tấn công vào khu vực phía đông, mặc dù cho đến nay vẫn chưa có nhiều thành công khi vấp phải kháng cự từ phía Ukraine. Ông Haidai nói, chúng tôi có thể khẳng định leo thang chiến tranh đã bắt đầu. Trên thực tế, đây là một phần của cuộc tấn công toàn diện mà Nga đã lên kế hoạch. Đa tấn công của Nga cũng đang tiến về phía Tây từ khu vực thành phố Kremina do Nga chiếm đóng ở đông bắc Ukraine. Các lực lượng Ukraine trong một thời gian đã cố gắng phá vỡ một con đường quan trọng giữa Kremina và Svatov. Tuyến đường đã trở thành tiền tuyến giao tranh trong nhiều tháng. Sự gia tăng các cuộc tấn công của Nga cũng được Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ghi nhận trong các bản cập nhật thường xuyên. Các nhà báo của phía Nga hiện đang tường thuật một cách thận trọng về những cuộc tấn công vào lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Phóng viên Evgeny Popduny viết trên kênh Telegram của mình, lực lượng Nga đang cố gắng chiếm lại các khu định cư nhỏ đã bị Ukraine chiếm đóng. Nhìn chung, thế chủ động đang nghiêng về phía chúng tôi, mặc dù tình hình rất khó khăn. Tại Donetsk, một cuộc sơ tán khẩn cấp đã được tiến hành giữa lúc Ukraine báo động cuộc đại chiến mùa xuân của Nga đã bắt đầu. Moscow đang tung đòn tổng lực từ 6 hướng. Người dân dù mệt mỏi nhưng phải gấp rút thu xếp để đến nơi an toàn. Sau lưng họ, vùng đất gắn bó bao đời có lẽ đang dần chìm trong biển lửa.
Reuters ghi nhận một gia đình với 5 trẻ nhỏ ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, buộc phải sơ tán trong ngày 9 tháng 2 khi có nhiều báo cáo Nga sắp tiến công mạnh tại khu vực này. Quân đội Ukraine hôm 9 tháng 2 cho biết, trong vòng 24 giờ, quân đội Nga đã phát động cuộc đại chiến mùa xuân, tấn công đồng thời ở 6 hướng gồm Kupiansk, Liman, Bakhmut, Adivka, Novopavlivka và Vuleda, đều thuộc tỉnh Donetsk. Trong bối cảnh đó, nhiều gia đình khẩn cấp di tản. Ông Roman Kanishchev, người bố 5 con, chia sẻ rằng cả nhà phải thu xếp rời đi trước khi Nga tiến công. Cảnh sát đến đây hôm qua và kêu gọi chúng tôi sơ tán khỏi làng. Họ nói cuộc tấn công đột phá của Nga có lẽ đang tới gần, ông nói với Reuters. Người hàng xóm của gia đình đã ra trước cửa vẫy tay chào. Bà nói vậy là chỉ còn 4 người ở lại làng Yampil. Gia đình ông Kanishchev chỉ mới từ miền Tây Ukraine quay lại làng Yampil, ở gần thành phố Liman, sau khi phía Kiev tái kiểm soát cả hai khu vực này trong đợt phản công mạnh mẽ hồi tháng 9 năm 2022. Cô bé Sofia 9 tuổi khăng khăng nói rằng, chú mèo của em cũng sẽ cùng gia đình sơ tán. Bố nói cả nhà phải đi ngủ, sau đó gia đình cháu đã thức dậy, thay quần áo và chờ đợi. Cháu sẽ đem theo chú mèo của mình, Sofia kể với phóng viên. Sofia và bố của em nói rằng trường học ở Liman đã sụp đổ sau khi Nga pháo kích. Khi gia đình đến nhà ga ở thành phố Pokrovsk, người mẹ Alina, 39 tuổi, bày tỏ lo ngại cuộc di tản lần thứ hai có thể sẽ gây tác động tiêu cực đến tâm lý những đứa trẻ. Tình hình không tốt, tôi đã quá mệt mỏi. Cứ phải di dời như thế này thật không ổn chút nào, bà nói. Dù sao, gia đình cũng đã lên chuyến tàu hướng tới miền Tây Ukraine, nơi một tổ chức có tên Cứu lấy Ukraine sẽ giúp đỡ họ về nơi ăn chốn nghỉ, cung cấp một mái che đầu và những bữa ăn. Thưa quý vị, trước thời điểm tròn một năm phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng, Nga được cho là đã điều động 500.000 binh sĩ và gần 2.000 xe tăng, xe bọc thép, chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn trong 10 ngày tới. Thông tin trên được các quan chức Ukraine và Viện Nghiên cứu Chiến tranh đưa ra. Các bên cho rằng Moscow đang nỗ lực giành lấy thế chủ động trên chiến trường vào đúng dịp 24 tháng 2. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây với mạng truyền hình Pháp rằng Nga đang chuẩn bị đưa 500.000 binh sĩ vào trận chiến trong những ngày tới. Mặc dù các tân binh được cho là không qua nhiều khóa huấn luyện, nhưng họ có ưu thế đáng kể về quân số. Một chiến thuật thô sơ đã thành công trong việc ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine, mặc dù phải trả giá đắt bằng sinh mạng. Một quan chức quân sự Ukraine nói trên tờ Foreign Policy, Nga đã huy động khoảng 1.800 xe tăng, 3.950 xe bọc thép, 2.700 hệ thống pháo, 810 hệ thống phóng tên lửa đa năng từ thời Liên Xô, 400 máy bay chiến đấu và 300 trực thăng. Các chuyên gia tiếp tục dự đoán rằng cuộc đại tấn công mùa xuân sẽ tập trung vào các khu vực Donetsk và Luhansk ở phía đông, nơi đã chứng kiến một số cuộc giao tranh ác liệt nhất trong cuộc chiến. Thưa quý vị, trong một sự kiện hôm 9 tháng 2, Tổng thống Vladimir Putin đã dõng dạc tuyên bố Nga không phải là bên khơi mào xung đột, nhưng sẽ là bên chấm dứt cuộc đối đầu này. Trong cuộc họp với các giám đốc điều hành ngành hàng không ở Moscow hôm 9 tháng 2, Tổng thống Vladimir Putin một lần nữa khẳng định nước này đang cố gắng chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine mà Kiev đã khơi mào sau cuộc đảo chính do Mỹ hậu thuẫn vào năm 2014. Ông lập luận rằng những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine đã lần đầu tiên sử dụng vũ lực vào năm 2014 khi cuộc đảo chính ở Kiev nổ ra, sau đó là trong các sự kiện ở Crimea và Donbass. Ông nói chúng ta không phải là bên bắt đầu xung đột, nhưng sẽ là bên chấm dứt điều này. Ông Putin nói họ là bên khơi mào cuộc xung đột này. Trong 8 năm qua, cuộc chiến đó vẫn tiếp diễn. Đây là một cuộc chiến mà họ châm ngòi để tiêu diệt những người cảm thấy mình có quan hệ huyết thống với nước Nga và nền văn hóa Nga. Ám chỉ đến Hiệp định Hòa bình Minsk, Tổng thống Nga cũng cáo buộc Ukraine vi phạm các thỏa thuận và cam kết mà phương Tây đứng ra làm trung gian đàm phán. Theo RT, Đức và Pháp đã đề xuất giải quyết hòa bình trong cuộc xung đột giữa Kiev và Donbass năm 2014, nhưng các nhà lãnh đạo của cả hai nước phương Tây vào thời điểm đó, cũng như chính phủ Ukraine, đều đã thừa nhận Hiệp định Minsk là một cách để câu giờ. Trước đó, ông Putin đã nói rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể đã tránh được nếu Mỹ không ủng hộ cuộc đảo chính vào năm 2014. Ông cũng cáo buộc phương Tây không quan tâm đến mạng sống của người Ukraine, sử dụng họ như bia đỡ đạn và con tốt trong cuộc chiến ủy nhiệm địa chính trị chống lại Nga. Nhiều diễn biến đáng chú ý được cho là sắp xảy ra tại bán đảo Crimea, nơi Nga ra sức bảo vệ, còn Ukraine quyết tâm giành lại bằng mọi giá. Phía Nga được cho là sắp nổi lửa để thâu tóm toàn bộ vùng đất này. Dấu hiệu là chính quyền do Moscow chỉ định tại đây đang sắp xếp các nơi ở tạm cho người dân.
Truyền thông Ukraine Ukrainska Pravda dẫn lời Tổng cục Tình báo của nước này nói rằng cả chính quyền thân Nga ở Crimea và cơ quan an ninh Liên bang Nga đều ban hành quyết định thiết lập mức độ nguy hiểm khủng bố cao ở bán đảo. Mức độ đe dọa được thiết lập ở Amiens, Donskoy Kursk và Krasnoperekhovsk. Hiệu lực của cảnh báo nguy hiểm là không thời hạn. Theo tình báo Ukraine, quyết định nêu rõ các đơn vị của cơ quan an ninh Liên bang Nga hoạt động ở Crimea cần tăng cường kiểm soát việc di chuyển của người dân trên bán đảo. Ngoài ra, họ còn tiến hành kiểm tra các thiết bị đặc biệt dành cho hoạt động cứu hộ. Chính quyền địa phương còn cung cấp nơi ở tạm thời cho người dân. Tình báo của Kyiv cho biết thêm, các động thái này là dấu hiệu cho thấy Nga chuẩn bị để tiến tới tấn công và kiểm soát Crimea. Chiến sự tăng nhiệt để giành ưu thế, Ukraine chỉ có thể dựa vào nguồn vũ khí vượt trội của phương Tây. Điều Kyiv mong mỏi lúc này là dàn tiêm kích và có vẻ như nước này đã nhận được một số tín hiệu tích cực từ các đối tác của mình. Hôm 9 tháng 2, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết một số quyết định khả quan liên quan đến máy bay chiến đấu do phương Tây sản xuất đã được đưa ra tại Brussels, với việc nhiều quốc gia châu Âu sẵn sàng gửi chúng đến Ukraine vào thời điểm thích hợp. Những bình luận của ông Zelensky tại cuộc họp báo ở hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra trong bối cảnh chuyến đi quốc tế thứ hai của ông trùng vào thời điểm gần một năm sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine. Trong khi các chi tiết vẫn chưa rõ ràng, Tổng thống Zelensky nói ông sẽ tổ chức một loạt cuộc gặp song phương với lãnh đạo EU, trong đó chiến đấu cơ là một trong những chủ đề được thảo luận sâu. Đến nay, Ba Lan là quốc gia duy nhất công khai thể hiện sẵn sàng gửi máy bay chiến đấu tới Ukraine, nhưng việc chuyển giao cần có sự chấp thuận của NATO. Phương Tây lo ngại việc chuyển giao máy bay có thể làm leo thang căng thẳng với Nga, nhất là sau khi đã bật đèn xanh cho những chiếc xe tăng hiện đại đến Ukraine. Ông Zelensky không tiết lộ tên các quốc gia đồng ý chuyển giao máy bay và khung thời gian bao lâu. Thưa quý vị, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cũng đã ám chỉ một cách mơ hồ rằng có sự thay đổi trong lập trường cứng rắn của phương Tây liên quan đến máy bay chiến đấu và vũ khí tầm xa, nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết. Trong khi đó, cho đến nay, phương Tây vẫn đưa ra những lập trường mơ hồ về khả năng chuyển giao máy bay chiến đấu. Vương quốc Anh vào ngày 8 tháng 2 thông báo họ sẽ bắt đầu đào tạo phi công Ukraine trên các máy bay phản lực của NATO, dập tắt hy vọng của Ukraine về việc chuyển giao máy bay ngay lập tức. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói vào ngày 9 tháng 2, việc gửi máy bay chiến đấu cho một quốc gia khác trong một cuộc xung đột có thể mất nhiều tháng. Vì vậy, ông nêu các giải pháp thay thế như chuyển giao tên lửa tầm xa và máy bay không người lái đang được cân nhắc. Trước đó, Vương quốc Anh dường như đang nóng lòng gửi máy bay chiến đấu tới Ukraine. Thủ tướng Rishi Sunak cho biết khi đứng cạnh ông Zelensky vào ngày 8 tháng 2 rằng không có gì bàn cãi kể cả khả năng chuyển giao các máy bay phản lực. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đảm bảo khả năng cung cấp xe tăng do phương Tây sản xuất đến Ukraine, nhưng ông không bình luận về khả năng chuyển giao các máy bay chiến đấu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đã tới Brussels cùng ông Zelensky sau cuộc gặp ở Paris, đã không bình luận gì về các tiêm kích. Trước đó, vào ngày 30 tháng 1, ông nói không loại trừ điều đó, nhưng nhiều điều kiện cần được xem xét trước. Giữa những tín hiệu lẫn lộn, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola kêu gọi các quốc gia thành viên nhanh chóng xem xét cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Bà nói họ cần phải giành chiến thắng, và bây giờ các quốc gia thành viên EU phải nhanh chóng xem xét bước tiếp theo là cung cấp các hệ thống tầm xa và máy bay phản lực mà họ cần để bảo vệ sự tự do của mình. Sau khi mua được hàng trăm xe tăng và xe bọc thép do phương Tây sản xuất vào tháng 1, Ukraine hiện đang tập trung vào máy bay và vũ khí tầm xa để bắn các mục tiêu sâu hơn phía sau chiến tuyến. Thưa quý vị, Kyiv phải trải qua khoảng thời gian vô cùng nhọc nhằn mới mong có thể chạm đến các máy bay quân sự hiện đại của phương Tây. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hành trình gian truân ấy có lẽ sẽ kéo dài vô tận, dù Ukraine có thành công thuyết phục các nước cấp tiêm kích đi chăng nữa. Tại sao lại như vậy? Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Theo trang tin Kyiv Independent, các chuyên gia quân sự đã đưa ra một số phân tích về những rào cản trên con đường nhận được máy bay và triển khai trên chiến trường của Ukraine. Đầu tiên, Ukraine sẽ nhận được máy bay nào? Các chuyên gia tin rằng một trong những vấn đề đầu tiên là cần phải quyết định chính xác nên gửi máy bay nào cho Kyiv. Thông báo của Vương quốc Anh hôm 8 tháng 2 không phải là lời đề nghị cung cấp máy bay chiến đấu cụ thể hay bất kỳ máy bay phản lực nào, mà là lời hứa về việc đào tạo sử dụng máy bay theo tiêu chuẩn NATO. Máy bay phản lực F-16 Fighting Falcon là một trong những máy bay được các chuyên gia thảo luận sau khi ông Sunak cam kết đào tạo cho phi công Ukraine sử dụng máy bay theo tiêu chuẩn NATO.
Thứ hai đó là thời gian đào tạo. Người phát ngôn của ông Sunak cho biết vào cuối tháng 1 rằng các máy bay chiến đấu cực kỳ tinh vi này sẽ phải khiến các phi công mất hàng tháng để học cách bay. Họ nói thêm rằng khoảng thời gian dành cho chương trình đào tạo này là một trong những rào cản nếu quyết định chuyển giao cho Ukraine. Thứ ba, cơn ác mộng hậu cần. Các chuyên gia cho biết Ukraine cần các máy bay phản lực nhanh để tránh bị tiêu diệt khi các tên lửa tầm xa của Nga tấn công về phía họ. Cả máy bay chiến đấu Tilan Typhoon và F-16 đều sẽ phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu này. Các hoạt động bảo trì của chúng cần được điều hành từ các căn cứ cố định. Việc này cũng đòi hỏi những điều kiện đặc thù để máy bay có thể vận hành. Cuối cùng là thủ thuật chính trị. Chuyên gia cho biết cam kết của Vương quốc Anh không phải là một đề xuất thực tế, mà là một đề xuất dùng thủ thuật chính trị, nghĩa là sẽ dọn đường tương tự như xe tăng để các quốc gia khác cũng bắt đầu xem xét việc viện trợ F-16 cho Ukraine. Về phía Nga chứng kiến dòng khí tài hiện đại sắp ồ ạt đổ về Ukraine, phản ứng của nước này là ăn miếng trả miếng. Moscow đã tuyên bố sẽ sản xuất hàng ngàn xe tăng để đáp lại hành động viện trợ quân sự của NATO. Thông điệp trên được cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đưa ra trong chuyến thị sát nhà máy sản xuất xe tăng tại thành phố Omsk thuộc vùng Siberia của Liên bang Nga. Trong chuyến thăm, quan chức hàng đầu Nga nói rằng cần phải tăng cường sản xuất xe tăng để đáp lại việc phương Tây sắp chuyển xe tăng chiến đấu chủ lực tới Ukraine. Trong đoạn video đăng trên Telegram, ông Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, khẳng định rằng như mọi người đã biết, vào hôm qua, đối thủ của chúng ta đã ra nước ngoài cầu xin xe tăng, tên lửa và tiêm kích. Chúng ta nên phản ứng như thế nào đây? Rõ ràng trong trường hợp này, một phản ứng tự nhiên là tăng cường sản xuất mọi loại vũ khí, bao gồm xe tăng hiện đại. Ông Medvedev vào cuối năm ngoái đã được Tổng thống Putin giao nhiệm vụ giám sát việc đẩy mạnh sản xuất vũ khí, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quân đội Nga. Trong chuyến thăm mới đây tại nhà máy ở vùng Siberia, ông cho biết chúng tôi đang bàn bạc về kế hoạch sản xuất và hiện đại hóa hàng nghìn chiếc xe tăng. Trong khi đó, phát ngôn viên Kremlin, ông Dmitry Peskov đã nói rằng bất kỳ tiêm kích đạt chuẩn NATO nào gửi cho Kyiv đều sẽ gây thêm đau đớn không cần thiết. Chính người dân Ukraine phải gánh chịu bi thương chất chồng. Ông Peskov nói Nga sẽ không đau đúng, ngay cả khi Kyiv nhận được tiêm kích của phương Tây và sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến khi hoàn thành mọi mục tiêu đề ra. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.